Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình và các bạn cùng làm món cá rán. Cá thì có thể chế biến được rất là nhiều món, ví dụ như là kho hay là nấu canh. Tuy nhiên nếu như mà bận thì cái việc mà rán cá là biện pháp đơn giản nhất. Để làm cá rán thì cũng nên chọn con cá nó hơi to một chút. Cái loại cá to tầm 3 cân trở lên thì rán nó sẽ ít xương và ăn nó sẽ ngon hơn. Đây là con cá chấm. Khi mổ là đã bảo người ta cắt khúc sẵn. Và có ướp trước một chút muối rồi. Khi rán cá thì nên ướp bằng muối trắng, không ướp bằng bột canh thì vì khi rán sẽ bị hay bị cháy. Để rán cá thì đầu tiên cũng phải chọn cái chảo chống dính. Chảo chống dính và rán bằng dầu. Dầu ăn. Các bạn chờ chảo khô rồi thì cho một chút dầu vào. Đây, đến khi chảo bắt đầu khô rồi thì mọi người cho ít dầu ăn. Có người thì thích rán nhiều dầu nhưng mà có lẽ nên cho vừa phải thôi, bởi vì nhiều dầu mỡ quá cũng không được tốt. Cho dầu kín mặt chảo và bắt đầu chờ cho dầu nóng lên. Muốn kiểm tra độ dầu nóng thì cho cái đũa vào đây, nếu mà thấy nó sủi tăm ở ngay đầu đũa thì là chảo đã nóng. Rồi chảo đã nóng thì các bạn bắt đầu cho cá vào. Ăn cá thì hay là các loại thịt trắng thì tốt hơn so với ăn các loại thịt đỏ, nên là chúng ta cũng cần thường xuyên bổ sung. Thường xuyên bổ sung cá vào bữa ăn. Thank you.
cá thì nếu như mà mua được loại cá sông ở trong tự nhiên hoặc cá ở các cái hồ lớn thì là tốt nhất. Những loài cá đấy thì nó ít bị tăng trọng. Còn nếu như mà mua ở các cái ao bình thường thì khả năng tăng trọng nó cũng vẫn có, thức ăn tăng trọng hay là cám công nghiệp cũng có. Tuy nhiên thì con cá nó bơi dưới nước nên là nó có ăn tăng trọng, nó vận động dù sao thì vẫn còn yên tâm hơn. Các cái loại thực phẩm khác như là gà hay là lợn, ăn đồ ăn tăng trọng xong rồi nó chỉ sơ bộ nó chỉ vận động ở trong phạm vi diện tích nhỏ. Trong quá trình rán cá thì các bạn cũng nhớ lật cá để cho cá được chín đều. Đây, cá rán của chúng ta đã khá vàng rồi. Trong quá trình rán thì các bạn hết sức cẩn thận, với cá bị nát thì ăn sẽ mất ngon. Và lưu ý nữa là khi rán cá cũng không được để lửa nhỏ quá, để lửa nhỏ quá thì cá sẽ không vàng và không giòn. Các bạn thấy cũng không cần cho nhiều dầu như ở quán đâu nhé. Như ở quán thì nhiều khi họ rán cá họ sẽ cho vào cả cái chảo ngập dầu. Nhưng mà đối với gia đình nếu mà cho nhiều dầu như thế thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Với lại dầu mình cũng chỉ sử dụng một lần, dùng không hết đổ đi rất là lãng phí. Như vậy là món cá rán của mình đã xong rồi. Bây giờ các bạn cho ra đĩa là có thể ăn được. Món này chấm nước mắm sẽ rất là ngon. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cho ra đĩa. Và đây chính là đĩa cá rán của mình đã hoàn thành rồi. Nói chung là món cá rán ăn rất là dễ ăn, mà quan trọng là nhanh nữa.
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau.